Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com chúng tôi đang gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến các đồng phạm của ông Trump xuất hiện tại tòa, à, tại nhà tù của quận Fulton County. À, trong trường hợp của ông Rudolph Giuliani đó chắc có vẻ vì thiếu tiền, cho nên à, theo bản tin nói rằng ông sẽ xuất hiện ở tòa gặp đại diện của công tố viên District Attorney thương lượng (negotiate bond) từ 200 xuống còn trăm hoặc là ông thương lượng thôi 50 ngàn thôi. Quý vị tưởng thêm từ 10 ngàn xuống còn 5 ngàn đỡ lắm chứ. Đó là 10% cái tiền bon đó. Sau khi mà nếu như đồng ý rồi đó. Thí dụ luật sư thấy rằng thôi tội nghiệp không? <laughs> Thì ông công tố viên phải nói chuyện với người tòa đó thôi. Bây giờ chúng tôi nghĩ rằng đây là cái mức như thế này thế này đó. Thì có thể giảm cái uh, bèo xuống, cái cái bèo bon xuống được thì tòa đồng ý thì cái chuyện đó chưa biết được có đồng ý hay không chưa biết được bên phía công tố có đồng ý hay không bởi vì nếu họ đồng ý cũng kẹt lắm mười mấy người còn lại thì sao à, ông trump thì sao thế đó, ông tất cả mọi người nói ô ông thu đồng thương lượng được thì tôi cũng phải thương lượng để giảm bớt cái tiền béo bon chứ cho nên cái bộ cũng khó thì nếu được hay không được thì à, sau đó nếu mà thương lượng không được hay được, ông cũng sẽ phải xuất hiện ở nhà tù quận Fulton County để trình diện theo đúng các thủ tục chụp hình, lăn tay, vân vân và sau đó hẹn ngày ra tòa kế tiếp. Kế đến là theo bên phía nhà tù và quan tòa đó, ngày mai ông Trump như ông đã từng tuyên bố theo lời khuyên của luật sư sẽ trình diện ở tù à không phải tòa thì uh, ông quan tòa của quận Fulton County tuyên bố đó sẽ được televised, Televise ở đây là lúc ông xuất hiện trong nhà tù hay là xuất hiện luôn ở ngoài tòa lúc mà nghe quan tòa hỏi ông có nhận tội hay không nếu không nhận tội thì đây là tiền bao đóng uh, cái búa xuống một cái. Thì đó là lý do được đưa ra. Cái việc mà televise này chúng ta chờ đợi để ngày mai mà ngay trong lúc này tất cả các đài truyền hình đã có mặt ở nhà tù cũng như quận Fulton County họ có mặt ở hai nơi, hai bên nó kế bên nhau thôi quý vị. Rồi uh, cũng tin ghi nhận đó à uh, vì dầu sao cũng là một cựu tổng thống của nước Mỹ ông sẽ không phải đứng cầm tấm bảng để bị chụp hình mất shot. Tuy nhiên đây chỉ là tuyên bố của expert mà thôi, các chuyên gia họ nói. Chứ còn chưa biết được, bởi vì trước đó chúng ta thấy ông cảnh sát trưởng của quận Fulton Cao Tây nói ông không có đối xử với ông Trump khác biệt so với những can phạm khác khi phải ra trình diện ở ngoài tòa thì chưa biết được expert thì nói như thế cũng có thể là phía luật sư cũng đại diện để thương lượng với bà công tố fanny willis để nói rằng chúng tôi uh, hãy đầu sao cũng nghĩ tới cương vị của một vị cậu, cựu tổng thống trong trường hợp này thì uh, thứ nhất yêu cầu không có televised. thứ hai không có chụp hình thứ ba không có mất shot Chụp hình ở đây là không cho phép những cái người nhiếp ảnh ra vào đó chụp hình, mất shot ở đây là đứng rồi chụp một bức ảnh trong đó cầm một cái tấm bảng trong đó có số hiệu báo danh về bị can thưa quý vị. À, thì đó là những cái diễn biến hiện nay à, và lần lượt bởi vì đến trưa ngày mai 12, à, trưa ngày 1 thứ 6 thì chắc chắn tất cả 19 người bao gồm ông Trump sẽ phải trình diện nếu không sẽ có lệnh truy nã bắt tại nhà và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị cảnh sát ở tại houston texas cho biết họ vừa mới bắt một người phụ nữ trong một cái vụ án khá là hy hữu đó là à, cái bà này đó vốn là người vô gia cư vậy mà không hiểu sao à, vào được nhà và giết được ông chủ nhà mạo danh để rồi thu tiền từ những cái người thuê nhà ở đây trong suốt một cái khoảng thời gian gần 2 năm trời rồi cảnh sát mới biết và bắt cái bà này à, thì đây là Pamela Ann Merritt, 43 tuổi thưa quý vị. À, chúng tôi không có hình ông chủ nhà cũng như là ông nạn nhân. À, nạn nhân tên là Colin Kardashian, 78 tuổi. Thì cái đầu đuôi câu chuyện nó như thế này đó là À, lần đầu tiên mà cảnh sát gọi được gọi đến cái căn nhà của ông Karachi, đó đây là à, hai căn liền kề nhau thưa quý vị à, một căn ông cho thuê hẳn rồi một căn đó ông ở và cái căn này thì nó có hai tầng thì ông ở trên tầng hai tầng dưới ông lại cho thêm một người khác mướn nữa cho nên là cái khu này đó hai cái căn nhà này là à, có lúc đó tính luôn ông là có bốn người ba người khác là người thuê nhà của ông thì vào tháng 2 năm 2021 đó, cảnh sát được gọi đến căn nhà này là tại vì người thân của ông chủ nhà đó mấy ngày liền không có liên lạc được với ông. Nhưng mà khi mà cảnh sát đến đó thì họ lại không tìm được ông chủ nhà mà những người thuê nhà đó thì họ nói là họ không có thấy gì bất thường hết à rồi tháng này họ vẫn trả tiền nhà rồi thì lúc đó không biết tại sao cảnh sát houston khi đó lại không có nghi ngờ thì ba ngày sau họ lại được gọi đến một lần nữa khi mà cái ông mà mướn ở phía dưới đó ổng nói là à, mấy tháng rồi ổng đi du lịch thì ổng vừa mới trở về ổng đã không thấy ông chủ nhà thì cái ông thuê nhà ở dưới này ông tên là Joe Guy thôi quý vị ông Joe này ông mới nói là à, vậy mà ở trên tầng nhà đó ở tầng trên đó à, là vốn là ông chủ nhà ông ở thì bây giờ lại có cái người phụ nữ lạ mặt này ở cho nên cái ông Joe Guy này ông mới ngạc nhiên ông mới hỏi cái bà này đó thì bà lại nói là ô cái ông chủ nhà là, là bạn cho bà vô ở mấy tháng nay rồi thì ông Joe Guy ông nói tại vì ông đi du lịch lâu quá rồi ổng không biết nhưng ổng thấy nghi nghi cho nên ổng ổng mới gọi cảnh sát cảnh sát lại đến một lần nữa nhưng mà rồi cũng không biết tại sao đem bà này về sở cảnh sát hỏi sao đó cuối cùng lại thả bà về nữa bà lại tiếp tục ở đây thì sau một khoảng thời gian ông chủ nhà lúc này vẫn không ai tìm được nhưng mà những người này đó mỗi một tháng vẫn cứ trả tiền thì bây giờ tin tức cái tin này nó hơi lộn xộn là không biết là họ trả bằng cái gì họ trả tiền mặt hay là thấy bà này bác ở trong này tưởng là bạn gái cho nên họ cứ trả như vậy à, và bà này đó lại đem thêm một người đàn ông về ở trên cái tầng ở trên này nữa sau này được biết là bạn trai tên là michael brown của cái bà này và rồi à, vì sao mà cuối cùng cảnh sát mới tìm được xác ông chủ nhà thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tích này kính mời quý vị tiếp tục theo dõi